Đàn ông sống thọ hay yểu mệnh, nhìn vào ba bộ phận này là biết ngay mà không cần đi xem bói. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, mọi người đều hy vọng bản thân có thể sống trường thọ, nhưng thực tế điều này không dễ đạt được, đặc biệt là đối với những người đàn ông có thói quen sống kém. Với việc tuổi tác tăng cao, hút thuốc, uống rượu, ít vận động và thói quen ăn uống đều ảnh hưởng đến sức khỏe của nam giới, đặc biệt là sau tuổi trung niên, khiến nam giới dễ mắc các bệnh nghiêm trọng như bệnh tim mạch, khối u, ảnh hưởng đến tuổi thọ. Đặc biệt, nếu nam giới nhận thấy ba vị trí này trên cơ thể lớn hơn đáng kể so với mức bình thường thì cần cẩn thận. Những dấu hiệu này có thể cho thấy các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Để có thể tìm hiểu rõ hơn đó là những bộ phận nào, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, đàn ông có mắt cá chân to. Mắt cá chân và bắp chân bị sưng trên lâm sàng thường liên quan đến phù. Mắt cá chân hay chân bị sưng phù có thể là do chức năng thận bị suy yếu dẫn đến giữ nước và muối trong cơ thể. Mặt khác, nếu mắt cá chân thường sưng phù vào buổi chiều tối, điều này còn có thể liên quan đến bệnh tim, đặc biệt là suy tim. Do khả năng cung cấp máu của tim bị giảm, sự lưu thông của nước cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến chi dưới sẽ xuất hiện phù nề. Đàn ông có vòng cổ to. Theo những nghiên cứu cho biết, những chất béo ở cổ có liên quan chặt chẽ với các yếu tố đã biết về bệnh tim, chẳng hạn như mức cholesterol và bệnh tiểu đường. Những căn bệnh này ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ và sức khỏe, có thể đe dọa sự sống của nam giới. Ngoài ra, những người có cổ dày cũng là dấu hiệu cho thấy hạch bạch huyết hoặc tuyến giáp có sự bất thường. Điều này cũng sẽ làm hỏng sự cân bằng nội tiết trong cơ thể, không có lợi cho sức khỏe của thể chất. Thực tế cho thấy, hội chứng ngừng thở do tăng nghẹn khi ngủ thường gặp ở những người béo phì, có vòng bụng và vòng cổ lớn. Bởi vì khi bạn nằm xuống và nghỉ ngơi, người cổ to sẽ bị gập ngắn lại, cổ họng có thể bị hẹp hơn, do đó không có đủ oxy để đi vào phổi. Hội chứng ngừng thở khi ngủ có thể xảy ra, rất nguy hiểm. Đàn ông có vòng bụng to. Trên thực tế, sự gia tăng chu vi vòng eo lại là rào cản lớn nhất đối với sức khỏe của nam giới. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn liên quan mật thiết đến việc nam giới có thực sự khỏe mạnh hay không. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nguy cơ mắc bệnh tim mạch như đau tim hoặc đột quỵ tăng cao ở nam giới có số đo vòng eo trên 94 và 80cm ở phụ nữ. Nguy cơ sẽ tăng đáng kể ở nam giới với vòng eo rộng hơn 102 và 88cm. Béo bụng không chỉ là sự tích tụ mỡ ở dưới lớp da, quanh vùng bụng mà còn cả ở các cơ quan nội tạng như gan, ruột, dạ dày, thận. Mỡ thừa ở quanh vùng nội tạng có thể chuyển hóa thành cholesterol làm tăng nguy cơ gây ra các bệnh về tim mạch. Thậm chí có ảnh hưởng đến chức năng nội tiết và chuyển hóa của cơ thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe như kháng insulin, tăng đường huyết, tạo phản ứng viêm và giảm khối lượng cơ. Những người bị béo bụng có nguy cơ cao mắc các bệnh về ung thư tuyến tiền liệt, ung thư thận, ung thư ruột và các khối u ác tính khác. Bên cạnh những bộ phận càng lớn càng gây tổn thọ trên cơ thể người đàn ông, còn có những bộ phận khác được coi là kho chứa của, càng to càng giàu mà đấng mày râu nào may mắn sở hữu thì nên ăn mừng. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để tìm hiểu xem đó là những bộ phận nào. Người đàn ông có tướng tai to, mặt lớn. Tai to, dài là tướng mạo được coi là tướng tai nhà Phật. Người sở hữu tướng tai này thường là người sống rất thọ, phú quý trọn đời. Ngoài ra, trong tai có mọc lông tơ cũng là tướng trường thọ. Tuy nhiên, trong cuộc đời, những người này sẽ có một lần mắc bệnh nặng và nếu vượt qua được, họ sẽ sống rất thọ. Lông mày còn được gọi là cung bảo thọ. Nếu lông mày cao và dài quá mắt,
chắc chắn những người này sẽ sống rất thọ. Bên cạnh đó, đặc điểm của người trường thọ còn đi kèm với những đặc điểm khác như nhân trung sâu và dài, răng chắc và mọc đều. Người đàn ông có bàn tay to. Đàn ông có bàn tay to thể hiện là người bản lĩnh, có quý nhân phù trợ. Người này luôn tự ý thức được trách nhiệm của bản thân, dốc hết sức vì gia đình, chăm lo cho cuộc sống của vợ con. Bản mệnh luôn biết cách kiếm tiền, làm giàu cho bản thân, gia đình mình và cũng không quên những người đã luôn bên cạnh, động viên, hỗ trợ. Hơn thế nữa, đàn ông tay to còn biểu hiện là người biết làm mọi việc trên đôi tay của mình, không sợ khó, không sợ khổ. Tương lai chắc chắn sẽ giữ vị trí quan trọng nên việc giàu có chỉ là chuyện sớm muộn. Người đàn ông có vầng trán cao và rộng. Đàn ông sở hữu vầng trán cao rộng thuộc tuýp người thông minh, tài giỏi, có óc quan sát, sự nghiệp thành công và rất dễ làm giàu. Họ thường có sự tu dưỡng nghiêm túc về đạo đức và trí tuệ nên rất được mọi người nể trọng, tin phục. Người sở hữu vầng trán cao rộng luôn biết suy nghĩ chín chắn, tính trước, chu toàn, lo trước cái lo của thiên hạ. Không chỉ vậy, họ còn có thể kiềm chế bản thân, hành sự thận trọng, tiền đồ vô cùng rộng mở. Người đàn ông có bàn chân to. Bàn chân to tượng trưng cho người đàn ông có tương lai vững chắc, lúc nào cũng là trụ cột trong gia đình. Quý ông này luôn yêu thương vợ con, hiểu và thông cảm với những vất vả mà người phụ nữ phải chịu đựng. Bản mệnh không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn giỏi việc nhà, thường sẻ chia với vợ những việc lặt vặt, khiến cho người phụ nữ ấy luôn cảm thấy hài lòng khi ở bên cạnh. Vì vậy mà cuộc sống hôn nhân của quý ông sở hữu bàn chân to lúc nào cũng hạnh phúc, viên mãn. Lấy được người đàn ông như vậy, phụ nữ chẳng những không lo về vật chất, kinh tế mà còn luôn được sống an yên, vui vẻ. Đàn ông có cung ngực to. Theo nhân tướng học, một khuôn ngực rộng, vững chãi và vạm vỡ là nét tướng biểu hiện cho kiểu đàn ông có số làm quan to, giàu sang. Những người này trời sinh đã có bản lĩnh và tham vọng lớn. Chỉ cần sinh năng chăm chỉ và có chí cầu tiến thì sớm muộn cũng công thành, danh toại. Cuộc sống của người này có phần nhỉnh hơn đại đa số những người khác, nhưng trong mọi hoàn cảnh họ vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ những người yếu thế hơn mình. Người đàn ông có mông to, căng tròn. Người đàn ông có vòng ba to, căng tròn. Theo thuật xem tướng thì đàn ông có vòng ba to tròn, đầy đặn, hơi cong một chút lại là quý tướng. Họ rất trung thủy, biết yêu chiều người họ yêu thương. Tuy là tướng đào hoa nhưng họ rất biết giữ mình, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với bạn đời của mình. Người này còn có nguồn tài lộc khá lớn, tiêu hết lại có, thậm chí còn nhiều hơn gấp bội. Đây là người có đầu óc tính toán nhạy bén, sẽ thành công trong công việc kinh doanh, đầu tư. Người đàn ông có đôi tai to. Theo thuyết tướng số, người đàn ông có tai to và dày được xem là biểu hiện đem lại sự phú quý và giàu sang của chủ nhân. Người sở hữu đôi tai này trời sinh thông minh và tài ba hơn người. Lúc nhỏ thì học hành giỏi giang, xuất chúng. Lớn lên thì công thành, danh toại, sự nghiệp càng về hậu vận càng vững chắc. Bước sang tuổi trung niên, những người này đã kiếm được một khoản thu nhập lớn, củng cố cuộc sống của bản thân. Điều này không khỏi khiến người khác khâm phục và kính nể. Quý vị thân mến, trong phần đầu của chương trình, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những dấu hiệu nhận biết của tuổi thọ thông qua tướng mạo bề ngoài của người đàn ông. Chắc hẳn lúc này có rất nhiều người thắc mắc rằng, vậy đâu là những dấu hiệu để luận đoán về tuổi thọ của người phụ nữ? Theo các chuyên gia nhân tướng học cho biết, một cô nàng sống thọ sẽ sở hữu những bộ phận này lớn hơn so với kích thước bình thường. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu ngay. Tai to là những người phụ nữ sống lâu. Trung y nói, thận mở ra tai, nhân tai gắn bó chặt chẽ với thận. Nếu tai của người phụ nữ rất đầy đặn thì xin chúc mừng, điều đó có nghĩa là thận khí của cơ thể đã đủ và chức năng của thận rất tốt. Khí huyết trong cơ thể đầy đủ mới có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho từng cơ quan trong cơ thể, tự nhiên sẽ khỏe mạnh và sống lâu hơn. Ngoài tai lớn, những người phụ nữ có hàm răng chắc khỏe, khí huyết hồng hào cũng được coi là có tuổi thọ cao. Mũi to giúp phòng ngừa bệnh tật. Y học Trung Quốc đánh giá những người sống thọ thường có cánh mũi to. Điều này được lý giải như sau. Những người mũi to sẽ hít thở hiệu quả, tăng hàm lượng oxy trong máu để chúng ta có thể trì hoãn sự lão hóa của cơ thể. Đồng thời, một chiếc mũi lớn sẽ lọc vi khuẩn và virus trong không khí hiệu quả hơn, giúp phụ nữ ngừa các bệnh khác nhau. Phụ nữ có vòng ba to là phúc đức.
phụ nữ khỏe mạnh hay không có thể nhìn vào vòng 3. Người xưa có câu nói, phụ nữ mông to là phúc đức. Người xưa có câu nói, phụ nữ có vòng 3 to là phúc đức. Trên thực tế, vòng 3 của phụ nữ càng to thì đồng nghĩa với việc tim mạch và mạch máu não sẽ phát triển hơn, từ đó thải độc tố và rác thải trong cơ thể ra ngoài. Cơ thể tự nhiên sẽ khỏe mạnh hơn, đồng thời sống thọ hơn. Ngoài ra, theo các nhà khoa học ở Viện Y tế Dự phòng Đan Mạch đã phát hiện thấy rằng phụ nữ có vòng 3 càng đầy đặn, nở nang thì càng có sức khỏe tốt. Bởi mỡ ở vòng 3 có chứa chất chống viêm tự nhiên rất quý giá, adipomethin có tác dụng bảo vệ các mạch máu khỏi bị thương tổn. Đùi to là người khỏe mạnh. Các nhà khoa học của Bệnh viện Đại học ở Đan Mạch nhận thấy chu vi bắp đùi và nguy cơ tử vong có quan hệ tỷ lệ nghịch. Tức là bắp đùi càng lớn thì khả năng chết sớm và mắc bệnh tim càng giảm. Một trong những nhà khoa học nói rằng người có thân hình như người mẫu có nguy cơ mắc bệnh và tử vong sớm cao hơn so với người có thân hình bình thường. Chúng tôi cho rằng nếu đùi to, tức là nó có nhiều bó cơ, chúng sẽ kiểm soát quá trình sản xuất insulin dễ dàng hơn, đồng thời tỏ ra hiệu quả trong việc chống lại tình trạng viêm nhiễm. Trái tim lớn là người có tâm trạng lạc quan và vui vẻ mỗi ngày. Khi nói trái tim lớn, chúng ta không có ý nói rằng trái tim của phụ nữ lớn hơn những người khác, mà là phụ nữ luôn có tâm trạng lạc quan và vui vẻ mỗi ngày. Nếu phụ nữ thường xuyên nóng nảy, sẽ nổi nóng, sẽ khiến kinh mạch bên trong bị tắc nghẽn, lưu thông khí huyết bị cản trở, quá trình thải độc và trao đổi chất của các cơ thể nội tạng trong cơ thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chất lượng tổng thể của cơ thể bị giảm sút nghiêm trọng. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.